chị đã gặp quá nhiều may mắn rồi, nên giờ chị sẽ truyền lại hết. Như vậy người nhận sẽ được giải nguyền và không bao giờ bị dính nguyền nữa. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ chị sẽ truyền lại năng lực may mắn này của mình. Ý, làm đi chị, tụi em chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Tụi em sẵn sàng rồi. Cho em trai của chị. À mà năng lực á, đã truyền cho người khác rồi là chỉ có mang lại may mắn thôi, chứ không giải nguyền được nữa đâu nha mấy đứa. Tại sao? Trời ơi. À, tuyệt vọng quá, chết luôn cho rồi. Qua đổ lại lời nguyền rồi hãy chết. Minh, thật ra tôi không có ác cảm gì với ông. Lúc trước đã nói lung tung làm ông giận, tôi xin. Thôi, bà nói đúng rồi đó. Từ giờ hai đứa phải hòa thuận nhặt. Chết đi Minh. Ồ, rất vui được gặp lại bà. Ê Minh, tôi tỉnh rồi nè. Qua đây nói chuyện với tôi chút đi. Ê, ừ? Trước khi nói chuyện với nó, ông đưa tay tôi mượn xíu đi. Để tôi nói chuyện với nó xong đã, bà chờ chút đi. Không có chờ đợi gì hết á. Lỗi của tôi phải sửa liền, ngay, luôn, biết không? Bây giờ dù ông có nhiều tiền á, cũng không bắt được tôi tránh ra đâu. Ây! Tôi vẫn nhớ chuyện ông nói với tôi hôm qua. Biết rồi. Nói chung thì tôi nghĩ tụi mình có thể thử. Thử giống gì? Hẹn hò. Ông không thích hả? Tại ông không nói thì thôi, chứ ông đã nói rồi thì tụi mình có thể thử, cũng đâu có mất gì đâu. Vậy ông có đồng ý? Tôi đừng đổ ông qua đám những chuyện từ sáng hôm qua cho tới giờ luôn. May quá, tôi ra tay kịp thời ghê. Bây giờ thì yên tâm rồi Minh ha. Ê, tự nhiên ngoài nó bác sĩ rồi kìa. Tao không có làm gì nó đâu. Do lời nguyền và lời chúc phúc đụng nhau nên gây ra phản ứng ngược đó. Phải có một bên thắng thì nó mới tỉnh lại được. Ủa, mẹ? Sao mẹ ở đây vậy? Mẹ đi đón bé Khanh nên nghe hết rồi. Tình hình nguy ngập rồi, tránh ra. Mẹ, mẹ cứu nó đi mẹ. Cứu lên tiền, đừng chết. Chống cự thêm một lúc, về đến nhà là sẽ khỏe ngay thôi. Trong mắt mẹ chỉ có tiền thôi à. Bây giờ chỉ còn cách triệu hồi thần may mắn và thần xui xẻo trong người tụi con ra để họ phân thắng bại. Mình nó đâu phải cái ghế đâu mẹ. Con nằm xuống cạnh hoàng đi, để mẹ triệu hồi thần hộ mạng của tụi con lên. Dạ. Ủa, mà sao phải nằm xuống vậy mẹ? Mẹ sẽ vẽ trận pháp xung quanh hai đứa để triệu hồi thần hộ mạng ở trong người của mỗi đứa ra. Nằm yên nha. Xong rồi. Cái này là bác vẽ bậy mà. Trận pháp cái gì mà trận triệu pháp chứ? Triệu hồi thần hộ mạng. Có cái nãy chú với bác Nhan mà cũng triệu hồi được thần hộ mạng hả bác? Thần may mắn Aka bé đào trong sáng xuất hiện. Nhân danh chủ nhân của tình yêu, của công lý, của sự hy sinh và chiến thắng. Vô lỡ. Thần xui xẻo có mặt. Sức mạnh của nghèo thực hiện. Thực tình, deadline, ngu, friend rồi. Rớt đại học, sếp chửi, khách chửi, đi đuổi việc. Ô gì nhanh như vậy? Mới xuất hiện có một khung mà đã thu sạch gạch rồi hả? Cuộc sống này thật là đáng sợ quá à. Xong chưa? Giạt ra cho chị đi ngủ. À, khoan khoan, mới tới mà, ở lại chơi xíu đi. Bác ơi, còn cách nào nữa không vậy? Bây giờ phải tìm ra thần xui xẻo nào mạnh hơn con An mới được. Đây là huyết cốt kính, dùng để soi độ xui xẻo của con người. Sao kính nó dính đầy máu vậy bác? Bác lấy kính ở đâu vậy bác? Hình soi trong kính, người nào càng đen thì càng xui. Để xem con An nó làm sao nha. Ôi trời ơi, bóng của con An nó đen thụi lùi à. Sao nó vẫn còn sống được tới giờ hay vậy? Á, à, tìm thấy một người, tuyệt không đen bằng con An. Alo em à, anh phẫu thuật thành công rồi em nhá. Ủa, phẫu thuật thành công rồi hả? Ủa, tính ra nó may mắn chứ đâu có xui xẻo đâu ta. Nhưng mà họ nhầm sang phẫu thuật triệt sản rồi em ơi. Ờ, vậy đúng rồi. Nhỏ cỡ vậy thì đen cũng giống như con An rồi. Em nghe tin là em đến liền. Sao rồi anh? Xin lỗi em, gần cưới vậy mà. Thôi, không sao đâu anh. Dù sao thì mình cũng đâu có sinh con được. Cảm ơn em. Ủa, em nói vậy là sao? Bởi vì bố mày là con trai, cho mày công mệt hết cả người nè. Chị dâu, chị là đàn ông thật sao? Cảnh, em đến từ lúc nào vậy? Bấy lâu nay gia đình tôi đều yêu quý anh, vậy mà không ngờ anh lại là đàn ông. Uổng công tôi tưởng anh là con gái, còn yêu đơn phương anh nữa. Quen rồi.